Trước khi bắt đầu mùa giải 2023, Liên minh huyền thoại Hàn Quốc đã tổ chức một lễ trao giải thường niên LCK Awards để tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong năm qua. Tuy nhiên, giải thưởng tuyển thủ của năm đang là vấn đề gây tranh cãi khi ban tổ chức dành danh hiệu cao quý này cho Midlander vừa trở thành nhà vô địch thế giới là JK. Liệu JK có xứng đáng với giải thưởng cao quý nhất? Mặc dù LCK Awards 2022 đã khép lại, những câu chuyện về danh hiệu tuyển thủ của năm sẽ là một kỷ niệm khó phai cho những ai hâm mộ LCK. Nhiều người còn cho rằng ban tổ chức đang trao giải theo kiểu nhà ai cũng có phần cho đàn xóm yên vui. Tuy nhiên, thì danh hiệu cao quý nhất nên dành cho người xứng đáng. Mặc dù JK đã xuất sắc giành được World, góp công không nhỏ trong việc đưa Dragon Max lên ngôi, nhưng có vẻ như danh hiệu lần này hơi quá so với những gì mà tuyển thủ này làm được tại LCK. Hoàng luôn còn phải thốt lên rằng trao cái giải này thằng JK mới bị ngại, bởi lẽ danh hiệu người chơi xuất sắc nhất và midlane xuất sắc nhất nên dành cho hai cái tên tương xứng hơn là Faker và Jovi. Là một tuyển thủ chỉ vừa hồi hương sau 2 năm, không để lại quá nhiều dấu ấn trên đất đại lục. Thậm chí, khi cái tên JK được công bố, rất ít người biết danh tính của tuyển thủ này là ai. Cho đến khi LCK đăng tải một video giới thiệu về cái tên JK, thì thông tin của tuyển thủ sinh năm 2K2 mới phần nào được hé lộ. Xuyên suốt LCK xuân lẫn hè, Dragon Next chỉ thuộc một đội nhóm dự bảng xếp hạng, thậm chí thành tích cao nhất của họ cũng chỉ là hạng 4 vòng bảng mùa xuân, và nhanh chóng bị loại khỏi hai vòng playoff trong năm. Bỏ qua chức vô địch thế giới mới đây, với thành tích bết bát tại giải quốc nội, thì danh hiệu nào cho rồng xanh là phải đạo. Và Dragon X, màn thể hiện của họ tại LCK không mấy thành công là điều chắc chắn cho việc cả tập thể này không nhận được quá nhiều giải thưởng về đội hình lẫn cá nhân. Hai nhà vô địch T1 và Genji mới chính là những cái tên xứng đáng hơn. Đầu tiên là T1, với một năm có thể gọi là chấp nhận được tại LCK, đặc biệt là chiến trận bất bại dài nhất lịch sử LCK cũng như Liên minh huyền thoại. Các thành viên T1 đều được tôn vinh tại LCK Awards lần này. Trong khi Zeus được chọn là đường trên của năm, thì Kera cũng không kém cạnh với danh hiệu hỗ trợ của năm và Honor là người đi rừng của năm. Ngoài ra, Faker, Gumayusi, Zeus và Kera cũng là 4 trên 5 thành viên của đội hình tiêu biểu mùa xuân 2022. Ring Faker đã có một mùa giải tuyệt vời, mặc dù nhiều người cho rằng Master Lee đã bị tuổi tác theo kịp, nhưng những gì mà anh thể hiện vẫn cứ mãn nhãn, góp công lớn trong việc giữ chuỗi thắng của T1. Đến với giai đoạn mùa hè, Faker còn thi đấu nổi bật cùng với người đàn em Zeus, giúp cho T1 vượt khó trong những trận đấu tưởng chừng như thất bại đã đến gần. Về khoản đi đường thì Quỷ Vương vẫn luôn là hòn đá tảng. Đã qua rồi cái thời sử dụng Riven, Master Yi đường giữa và hành đối thủ ra bã. Tuy nhiên, bộ óc thiên tài vẫn còn đó và rất khó để bất kỳ một đối thủ nào có thể đi đọt được Master Lee một cách dữ dội. Về phần Genji, dù vô địch LCK mùa hè, nhưng họ chỉ mang về một giải tập thể là đội hình tiêu biểu. Chỉ có mỗi Ruler là có thêm danh hiệu xạ thủ của năm. Ring Ruler không xuất hiện tại giải lần này vì anh đã chuyển sang Trung Quốc thi đấu. Các giải thưởng cá nhân còn lại được dành cho Joby và huấn luyện viên Score. Nói đến việc vua vừa giành lấy chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, Joby là tuyển thủ đường giữa được đánh giá cao nhất tại LCK. Mặc dù cộng đồng Liên minh Việt đang gọi Joby với một cái tên thân mật là anh Vinh dọn lúa, tuy nhiên thì khả năng dọn lúa thiên phú của anh chàng này vẫn là một điều đặc biệt mà ít midlaner nào khác có thể sánh bằng. Khả năng xử lý kèo thông minh, luôn biết cách vượt hơn người chơi cùng đường sau giai đoạn early game. Mùa hè vừa qua, Joby còn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình khi đã biết lên tiếng trong một vài tình huống quan trọng, tạo đột biến và gây bất ngờ cho đối thủ. Có thể kể đến là con bài Silas cực kỳ khủng khiếp trong trận chung kết giữa Genji và T1. Đó chỉ là hai đường giữa xuất sắc LCK trong năm qua. Chúng ta còn chưa nhắc đến một vài tuyển thủ đáng gờm khác như Closer hay Showmaker. Ring Vikla đã sở hữu cho mình danh hiệu tân binh của năm, và tuyển thủ này thi đấu thực sự sáng dưới một áo KT roster. Anh cũng vừa xuất ngoại khi đầu quân cho FlyQuest. Về phần Showmaker thì đây là một năm buồn của Making vì anh vẫn đang tìm kiếm lại phong độ hủy diệt ngày nào. Closer cùng Leaf Sandbox đã có màn lột xác ngoạn mục tại mùa hè khi trước đó 2 tháng họ đang là đội tuyển lót đường ở nhóm dưới. Người chơi đường dưới của Sandbox cũng là một cái tên sang giá cho danh hiệu Midland xuất sắc, nhưng không may anh đã cùng những người đồng đội sẽ chân tại playoff lớn trận đấu giành lại chiếc vé đến với World. Quay trở lại với JK, mặc dù anh thi đấu xuất sắc trên đất Mỹ, nhưng so với năm cái tên kể trên thì nhà vô địch 2022 vẫn chưa thể sánh bằng. Tại LCK, dường như những người chơi đường giữa đều có lối đánh tương tự nhau và ai cũng có thể đi đường ngang kèo. Chỉ một vài cái tên bắt đầu nhỉnh hơn sau 15 phút đầu tiên như Jovi, Faker hay Showmaker. Riêng JK, anh hoàn toàn lép vế trong những midlane đã từng nghe tiếng vang tại khu vực và thế giới.
Và đó cũng là thứ người ta kỳ vọng về một cái tên giành lấy danh hiệu cá nhân cao quý nhất, chứ không phải một tuyển thủ chỉ vừa tỏa sáng trong tháng 10. Nhấn mạnh lại một lần nữa rằng đây là lễ trao giải thưởng tại LCK, chứ không phải chung kết thế giới. Nếu có một danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất của World thì không thể từ chối danh hiệu này dành cho JK. Đưa Midland xuất sắc nhất LCK cho một người đi đường giữa tầm trung tại khu vực thì đây là mâu thuẫn của ban tổ chức khi hô vang tên của chủ nhân giải thưởng này. Ngoài các hạng mục đội hình tiêu biểu và MVP LCK xuân hè 2022 đã được công bố sau khi mùa giải hạ màn, một vài giải thưởng khác chú ý cũng được trao tại buổi lễ. Tuyển thủ kiếm được nhiều vàng nhất Guma Yushi, tuyển thủ mở giao tranh hay nhất Faker, tuyển thủ có KDA cao nhất Jovi, tuyển thủ đánh cắp mục tiêu hay nhất Honor, tuyển thủ được chấm điểm cao nhất theo OP.GG Ruler, tuyển thủ kiểm soát tầm nhìn hay nhất Delight, tuyển thủ solo kill nhiều nhất Raskar, tuyển thủ hỗ trợ nhiều nhất Keria, đội tuyển kết thúc ván đấu trong vanh nhất Janji, meme đỉnh nhất Dev. Tuy việc trao giải tại LCK Awards gây tranh cãi, nhưng những gì mà Dragon Next hay T1 thể hiện tại Worlds là không thể bàn cãi. Khu vực Hàn Quốc đã có một năm đại thành công tại Worlds khi liên tiếp đánh bại những ông lớn của LPL để giành lấy vinh quang. Về Dragon Next, những tuyển thủ như Kindred, JK đều đã được công nhận và họ cũng đã đầu quân cho Hanwha Live để bắt đầu một chương tiếp theo trong sự nghiệp. Dev đã có một điệu nhảy cuối cùng tuyệt đẹp đã giành lại chiếc cúp mà anh hàng ao ước. Pusik đã lên đường đến Team Liquid, gia nhập hạt giống số 5 LCK. Nhìn chung LCK Awards đang là trò cười khi ban tổ chức trao giải một cách ngớ ngẩn. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã đem đến cho chúng ta một năm hết sức mãn nhãn khi T1 toàn diệt với thành tích bất bại và chuyến hành trình đầy cảm xúc của rồng xanh tại Worlds. Mùa giải 2023 đã đến gần, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Với danh hiệu người chơi xuất sắc nhất năm thì JK sẽ có mùa giải mới thuận lợi hay anh sẽ trượt dài với những danh hiệu chỉ còn là dĩ vãng.